Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm gameplay về Total War Second 2. Thì trong lần trước mình đã bị bao vây. Damjo mình, chính xác Damjo Oda Nobu 2 đang bị bao vây. Thì lần này là có thể chắc chắn là mình sẽ thua rồi. Chắc chắn rồi, mình bị áp đảo quá nặng này rồi. Mà mình đang trên mức hát nữa. Chúng ta sẽ mất một vị vua hôm nay. Chúng ta sẽ mất một vị Damjo hôm nay. Và có lẽ lần này mình sẽ không thể nào mà dàn hàng ra làm Spear War được. Vì lý do là bọn nó có quá nhiều cung, thế nên là mình chắc chắn sẽ chết nếu mà mình cứ để đấy. Thế nên ok, vào trận nhá. Ơi trời ơi, mất vào đạo quân nhưng mà mình sẽ đánh thốc từ phương bắc xuống để giành lại danh dự. Danh dự, yeah, for honor. Giờ xem nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe một kênh mình nhá. Kiểu như phần lớn là chỉ là những người xem ở trên kênh mình thôi. Chả biết có ai xem bên ngoài không ấy chứ. Chiều nay mình làm tiếp No Man's Sky. Biết là chẳng ai xem lắm nhưng mà thôi cũng làm vậy. Buồn. À, mặc mẹ nó. Không quan tâm. À, xem nào. Từ từ đã, mình phải đứng dàn hàng ra thôi. Chứ thực sự mà nói thì wow, FPS bị tụt đấy. Tụt đấy, tụt đấy. Một đứa bên này. Một đứa bên này. Một đứa bên này. Một đứa bên này. Mày đứng thủ trong này nhá, cho thoải mái. Bây giờ mình cứ để Spear War bọn nó bắn nát luôn cái lính Yari Ashigaru mình chết. Mình buồn lắm. Oh shit. Ra hỗ trợ bên này đi. Đứng gọn gọn ra đây này. Bên này không có quân. Xem nào. Cung không? Có một tên cung ở đây. Cung tiếp, cung tiếp, cung tiếp. Chết tiệt nhé. Ra hỗ trợ bên này đi. Mình chắc chắn là cần sự hỗ trợ bên này rồi. Xem nào. Kiếm thôi nhá. Kiếm thôi. Đứng bên này. Là thằng ra. Cho vào vị trí sẵn sàng bắn đi. Trận này có vẻ gay đây. Quá gay luôn. Đứng sẵn sàng bắn đi. Mình đang phải làm tất cả mọi thứ để mình có thể phòng thủ. Giết được càng càng nhiều càng tốt nhá. Trận này khó thắng lắm. Cơ hội thắng cực ít. Nếu mình giết được tướng nó. Nó có một đoàn kỵ binh nữa cơ. Sao đi chậm nhỉ? À mình xin lỗi vì đồ họa hơi thấp nhá. Shit. Bắn chết bọn này đi. Đừng tha. Rồi bắn bắn bên này, bắn bên này, bắn bên này. Đừng giữ nguyên đội hình, giữ nguyên đội hình, giữ nguyên đội hình. Ok, mình chắc chắn là thắng cung rồi. Bọn này thì cung mình mạnh thế cơ mà. Giết càng nhiều càng tốt nhá. Bắn chưa? Bắn rồi sao chứ? Bắn chết bọn cung rồi đi. Đừng có tha bọn nó.
Mình vào vị trí sẵn sàng hết rồi. Ôi dồi ôi. Vào vị trí bên này đi. Mày vị trí khác đi cho. Này hơi gai đấy. Đây đi hỗ trợ tí đi. Toàn bâu luôn đi nơi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bọn này chuẩn bị lao ra đây nhỉ. Bắn chết bọn này đi. Đã làm tí này, lui về đây. Bọn này từ đâu ra chui nhỉ? À, tình mình có vẻ không không hạ cao lắm. Đứng lùi ra đây. Điếc cũng được khá khá rồi chứ. Nói thật là thế chứ. Giết được mỗi người. Giết ít này. Được rồi. Mày thủ đấy đi. Tướng của tôi, tướng của tôi. Tạm thời là còn chưa bị thủng chỗ đấy. Ra đây chặn vị trí này đi. Chết tiệt thế này thì tướng mình bị chết à? Giết sạch bọn này đi. Chết rồi, tướng chết rồi, tướng chết rồi, tướng chết rồi, tướng chết rồi. Ra chém nốt bọn này đi. Chết tiệt bọn này còn sống à? Chết rồi, thôi, chết rồi. Không gì để cứu chữa nữa rồi. Giờ lao xuống đây mà giết bọn này đi. À, ra hỗ trợ bên này. Cố lên. Nói chung là không thể thắng được nhưng mà thôi cứ cố gắng lên nha. Giết càng nhiều càng tốt. Khá khá. Đứng ra đây bắn tên giúp tao cái. Mình bây giờ mình chỉ sợ cái honor của tướng mình bị giảm thôi. Chứ thực ra nó cũng không sợ bị làm sao lắm. Bây giờ bọn này moral mà bị giảm hết sạch thì cũng tốt đấy. Tướng lên rồi, tướng lên rồi, tướng lên rồi. Cố lên, cố lên. Có thể thắng được, có thể thắng được. Cung nổ hết rồi. Ra đây bắn. Tập trung phòng vệ ở đấy. Giết tướng nó đi. Chản tướng.
Thằng nào đấy? Tao à kỵ nhỉ. Chết tiệt, tướng thì mà đông này. Bắn chết bọn này đi. Lao vào đây giết sạch cả tao. Cố lên giết sạch tướng nó đi. Giết đi, giết đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng chịu thua, đừng chịu thua. Cố lên mọi người. Trước khi chết phải làm cái gì đó chứ. Anh hùng phải thế. Tập trung vào giết từ nó. Cố lên, cố lên. Đừng để bị giết, đừng để bị giết. Chuẩn đấy, quá được, quá được. Cố lên. Tướng nó chưa chết được nhỉ. Cố lên giết sạch đi. Tập trung hết vào đây đi. Ôi trời, thua rồi. Yes. Đỏ lắm. Đừng chết, đừng chết. Cố lên, cố lên, cố lên. No. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên. Giết thằng cha này đi. Và chúng ta đã thua. Không tây à, trận này có vẻ khá được đấy. Biết được khá nhiều. Costly. Thằng Varian đi. Buồn vãi. Buồn VL luôn ý. Mất một vị tướng tài giỏi chúng ta. Ai, viết được khá khá đấy. Viết được khá nhiều luôn. Mình mất sạch luôn rồi. Viết được có 40 này. Cũng được. Viết được khá khá. Vâng, mà chúng ta mất Yamato. Vị Damjo chúng ta đã chết. Damjo đã chết. Damjo đã chết. Spread the word. Spread the fucking word. IC nổi loạn à? Từ từ tí. Mua cho tao nhá. Phải mua. Không mua không được. Yes. Chưa hết à? Mày làm cái đéo gì mà ăn hại thế hả trời. Ok, chưa mộ lên quân nhỉ. Iga Ikoiki. Lần sau mình sẽ mua bọn này này. Sakara, hình như là cái bọn này trên ở trên Shimazu hay sao chứ nhỉ. Sang bên này mình cần mua lính, mua lính của bọn Satomi. Không mua không được. Đây nhá, Metsuke mình quá mạnh luôn nhá. Mình cần này. Ok, này được rồi.
Từ từ để phần lần sau mình còn mua tiếp nữa nhỉ. Vãi cả, chưa đến nơi kìa. Cầu trời lần sau bọn nó chưa đến kịp. Cầu trời nhá. Ok, xem nào. À, tình hình khắp nơi đang có vẻ rất gay đây. Cực kỳ gay luôn. Bọn này, lính bọn này tan nát rồi mà, thoải mái. Chết không? Không. Bọn khốn nạn. Một nghìn. Không được à? Còn thế nữa. 11 tờ 15. Lúc nữa. Cứ là từ 100, ok. Cũng được. Kiếm lên chút tiền mà. Sao bọn này cứ hostile nhỉ? Mình điên hết người. Mình đang buồn bây giờ, chẳng đứa nào bạn mình cả. Sắp được rồi đó. IC nổi loạn à. Máy là cái thá đi. Mình nghĩ mình vẫn chưa nên để... Satomi... Satomi chiếm cai rồi đấy. Giỏi đó. Bây giờ mình phải điều động quân sang tỉnh này này. Má nhìn này, màu tím đấy. Nghĩa là Satomi đã chiếm được rồi. Có vẻ tình hình hơi nguy hiểm đấy. Hơi bị nguy hiểm đấy. Khó đây. Thoải mái, chiếm luôn. Từ từ cái xem nào. Thằng này lên lớn sớm nhỉ? 14 tuổi đã đủ rồi. Xem nào, bọn này di chuyển quân sang đây đánh chiếm à đâu? Vẫn là Yamato à? Đã đủ rồi đấy. Thôi rồi mình cho anh cứu này đi, chứ mình sợ thiếu ruộng ruộng ruộng. Sắp chết đói rồi đấy. Chết rồi. Chết thật rồi. Sắp chết đó rồi. À, có lẽ mình sẽ không nâng cấp lâu đài nữa. Không nâng cấp lâu đài nữa. 19%. Tiến lên xem mua cái gì nào. Lính chẳng có được bao nhiêu. Nguy hiểm quá. Oda Long Ashigaru Incamina. Ok. Yamato không phòng thủ này. Từ từ mình cho ít quân xuống đây phòng thủ cái. Nó không là mất đấy. Sao cứ đi chậm chậm nhỉ? Chiều mộ thằng sư.
Lần sau xem nào nữa. Cộng 3% thoải mái. Ok, enter đi. Lại cái bọn Hojo này. Mày là cái thá gì mà đòi khiêu chiến với tao hả? À, chặn đường thương mại hả? Chặn đường thương mại cơ đấy. Mày chết với tao, Hojo. Mày chết với tao. Ôi trời, nghe theo lời ông đấy. Ông gì nhỉ? Hoàng quý à? Chết rồi, quên mất chưa diệt đấy. Omi. Chui vào. Ơ sao không di chuyển được này nhỉ? Ninja, ok, sắp được rồi. Hai nghìn ba trăm, lần sau sẽ đủ. Mua sạch luôn. Bọn này đang yếu rồi, suy yếu rồi. Chém nốt. Ơ, à, chưa diệt được à? Diệt nốt, thoải mái. Xem nào, quân đội thì đánh thẳng vào đây không? Không được à? Thôi thì cứ từ từ vậy. Chết tiệt, bọn này mà đánh ra đây chết nhỉ. Đúng như mình. Ok, vậy nó bị crash nhá, nên mình lại phải bị này. Đúng là mất thời gian, tệ thật đấy. Cứ giật giật cái gì nhá. À, xem nào, có khi là khi thôi nên mình sẽ dừng lại đây thôi. Vì là mình đang bận nhá. Thì ok, hôm nay sẽ dừng video đây. Thì có gì hãy like và subscribe của kênh mình. Có gì nữa nhá. Nếu có thể hãy share nhá. Ok, bye bye.